Con dậy từ lúc năm giờ nấu ở nhà bớt rồi mới. Tại nấu ở nhà bớt rồi mới làm chứ. Để qua đây lu sơ bu rồi làm cũng được. Đang đang luộc hai youtuber đang có mặt tại bếp nấu của anh Hải. Bếp nấu của Khoai Lang là gì Tâm? Lê Hà. Lê Hà. Dạ đây tên. Dễ danh tao hoài. Anh Lê Hà đang nấu chè. Cái mấy cái đĩa tròn mà lớn lớn ở trong đó nhìn là chị đó. Cái tròn cũng lớn nữa, cái gì nãy lấy ra mấy cái rồi đó. Làm sao sáng giờ đâu đâu hồi lúc sáng kia chị sáng sớm. Ủa mau ra quán gì vậy hả? Đây là mình kêu là cúng gì anh? Cúng thiết thực. Cái này đem ra đây luôn hả? Ở trong có chưa? Ở đây có gì rồi anh? Cái gì thôi được rồi hả? Ờ, đã đi qua đó nó gì? Ở trong có rồi đúng không? Không biết nữa, để đi lên nhiều coi đã. Cái màu coi thử. Đâu
thiếu miếng cái nào đâu, thấy à? Hai cái dĩa lớn, hai dĩa nhỏ nữa. Lại bốn lại. Bốn lại hả? Ừ. Cúng mẹ là bốn lại. Bốn lại là Phật rồi đó. Phật là ba lại ông nội chị sai đó. Ba lại là Phật rồi. Ừ, mẹ là bốn lại, mẹ là bốn lại. Đúng rồi. Mẹ là bốn lại. Nãy ai cũng hơi bắt coi pha hết kìa. Gì đó, quên nè, nãy giờ đó ai đi. Gì đó tụi con sống như là. Tại như đây đây coi con để được đồ đồ cúng rồi. Chồng lên đi, chồng lên đi, chồng lên. Chồng lên phải lấy cái bánh. Chồng lên, chồng lên. Chồng lên, chị chồng ngang qua, chồng ngang thử đi. Em lấy cái bánh này cho nó bằng nè. Đó, để nó cho nó bằng. Rồi, thích ngang xong rồi chút nữa bưng qua mé này. Chồng. Rồi à, chị thắp nhang không mà chị bưng qua phía bên này. Thằng gì con? Đi dạ. Đủ không ta? Đủ mà cúng không là mâm cúng không? Cái bà đờ thiên mình có cái chợ đây ấy gì nữa để đẹp chắc giờ hai cái dĩa bánh que 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 bên này đi. Có hai đồ đây nhỏ. Đó đem vô kìa. Để bên này nè. Chạy ra mắt là. Rồi đây để luôn. Để vô anh luôn. Bốn lại á chị. Thank you.
cố nghe thế vàng thế giống tham dân tình bình loại đảo an tiền tên ta văn kinh trường thừa công đức theo quy tề đồ Phụ ngô thanh hải ngô thanh hòa
hòa. Thân con nó thì đánh hướng thân chi lê thì cũng hiệp thân quyền phạm thi học. À, xin mời quý vị trong gia đình đại diện rời đi để ra bàn thí thực chư tăng tự hành cúng tế Nam Mô A Di Đà Phật. Đông 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 đ
Sao em